mặt trong phần phát trực tiếp buổi tối ngày hôm nay cùng học văn chị Hiên nhé. Chúng mình cùng dành ra một chút thời gian để học về một kiểu bài mà chị thấy có không ít những bạn lớp 9 chúng ta đang gặp băn khoăn. Đó chính là kiểu bài văn biểu cảm. Đó, chúng mình sẽ cần phải viết một đoạn văn nêu cảm nghĩ về một bài thơ 8 chữ. Không biết là các bạn nhỏ ở đây chúng mình đã học đến dạng bài này chưa? Dạng bài này thì đối với bộ sách Chân Trời Sáng Tạo là chúng ta học ngay từ chủ đề 1. Với các bộ sách khác thì chúng mình sẽ học ở những chủ đề sau. Đó. Nên là hôm nay chúng mình sẽ cùng học với chị về kiểu bài viết đoạn văn ghi lại cảm nghĩ về một bài thơ 8 chữ các em nhé. Bộ sách nào thì chúng mình cũng sẽ học dạng này thôi. Và chị thấy là dạng này cũng là một trong những cái kiểu bài viết khá là phổ biến ấy. Nếu như mà đi vào trong đề thi vào 10 thì có thể nó sẽ trở thành câu viết đoạn văn và có số điểm khoảng khoảng 2 điểm. Đấy, đồng ý không ạ? Nhá, khoảng 2 điểm. Đó. Thế nên là dạng này cũng rất là trọng tâm. Chúng ta hãy cùng khám phá xem sao nhá. Và trong quá trình học ở buổi ngày hôm nay thì đồng thời chúng mình cũng sẽ khám phá xem là tài liệu của các bạn ở trong khóa học văn VIP của Văn Chị Hiên thì sẽ như thế nào nhá. Hôm nay thì mình sẽ học về kiểu bài viết đoạn văn. Viết đoạn văn nhưng mà là đoạn văn biểu cảm. Chị thấy là nhiều bạn thì chúng mình nghĩ rằng là đoạn văn ghi lại cảm nghĩ về một bài thơ 8 chữ là đoạn văn nghị luận văn học. Nhưng chị thấy kiểu bài này nó nghiêng về văn biểu cảm nhiều hơn, tập trung vào việc chúng ta bộc lộ cảm xúc của mình. Đó, vậy thì mình sẽ viết như thế nào đây? Đôi khi nhỉ, viết đoạn văn nghị luận thì chúng mình lại viết nhiều hơn, chúng mình quen hơn, nên chúng mình lại thấy dễ hơn. Bây giờ trở về với một cái dạng mà nó rất cơ bản, chúng mình học từ các năm lớp dưới rồi, đấy là dạng văn biểu cảm. Chỉ khác là bây giờ mình viết đoạn văn và mình sẽ là biểu cảm về một bài thơ 8 chữ. Đấy, thì sẽ có gì khác đây? Đồng ý không? Bạn nào đã vào xem rồi thì có thể gửi lời chào đến chị nhá. Xin chào tất cả các em nhá. Rồi, bây giờ thì chúng mình sẽ cùng vào bài nhá. Ở đây, trước màn hình của chúng mình bây giờ đang là cái thư mục tài liệu của các bạn ở trong khóa học văn VIP, bộ sách Chân Trời Sáng Tạo. Đấy, thì mỗi chủ đề là chúng mình sẽ có 3 file tài liệu. Một file là về các bài đọc này, một file là về thực hành tiếng Việt và một file là về các bài viết. Đấy, thì dạng bài viết đoạn văn ghi lại cảm nghĩ về một bài thơ 8 chữ là chúng mình học ở chủ đề 1. Thế nên bây giờ chúng mình sẽ sử dụng tài liệu này để cùng khám phá kiểu bài này nhá. Trước tiên, khi mà chúng mình học viết bất cứ một kiểu bài nào thì chị có lời khuyên nho nhỏ, đấy là các em hãy tìm hiểu cái yêu cầu cần đạt nhé, cái yêu cầu về kiểu bài đó. Bởi vì chính yêu cầu đấy chính là mục tiêu mà chúng mình hướng tới. Khi chúng mình hoang mang thì nhớ về mục tiêu là chúng ta sẽ tìm ra được cách giải quyết. Vậy nên, đoạn văn ghi lại cảm nghĩ về một bài thơ 8 chữ, về mặt yêu cầu thì chúng ta cần phải thực hiện theo đúng cái kiểu bài. Đó, về hình thức ở đây sẽ là một đoạn văn. Và một đoạn văn thì được tính từ chỗ lùi đầu dòng viết hoa cho đến chỗ chấm xuống dòng, các em nhé. Còn về mặt nội dung thì đoạn văn này sẽ trình bày cảm nghĩ của bản thân em về một bài thơ 8 chữ và nó thuộc kiểu văn biểu cảm nhé. Nó nghiêng về văn biểu cảm nhiều hơn, chú trọng về mặt cảm xúc, cảm nhận của chúng ta nhiều hơn. Và kiểu bài này thì cần phải đảm bảo những yêu cầu như sau. Thứ nhất là em sẽ cần trình bày được cảm nghĩ của người viết về một bài thơ 8 chữ. Đấy, trình bày được cảm nghĩ của em về một bài thơ 8 chữ. Nha, vậy kiểu bài này mà đi vào đề thi thì có thể là đề thi sẽ đưa ra cho chúng ta một bài thơ, chỉ định cho chúng ta một bài thơ luôn. Nhưng cũng có thể là dạng đề mở, là chỉ yêu cầu chúng ta là trình bày cảm nghĩ, viết một đoạn văn ghi lại cảm nghĩ của em về một bài thơ 8 chữ mà em yêu thích. Là chúng mình được tự chọn bài thơ 8 chữ. Đấy, nên dù sao là đối với mỗi kiểu bài nhá, chị khuyên là đối với mỗi kiểu bài chúng ta hãy tức nghĩa là có cho mình một số những bài tủ. Ở đây không phải là học tủ nha, mà ở đây là mỗi kiểu bài chúng ta có thể luyện viết nhiều với một số những đề bài mà chúng mình tâm đắc.
Bởi vì nếu đi thi mà có ở cái dạng đề mở thì chúng ta có thể sử dụng luôn những bài văn đó, đúng không? Ấy nhá. Đó, thế thì ở đây đoạn văn này là chúng mình sẽ đảm bảo cấu trúc 3 phần như sau. Đã là đoạn văn thì sẽ không có mở bài, thân bài, kết bài các em nhá, mà chúng ta gọi là mở đoạn, thân đoạn và kết đoạn. Phần mở đoạn là chúng mình sẽ cần phải giới thiệu được nhan đề và tác giả của cái tác phẩm mà chúng ta chọn này, cùng với đó là cảm nghĩ chung của chúng ta. Đấy, ok chưa? Rồi đến phần thân đoạn là phần mà chúng ta sẽ trình bày cảm xúc, suy nghĩ của mình về một hoặc là một vài nét đặc sắc trong nội dung và hình thức nghệ thuật của bài thơ 8 chữ đó. Rồi chúng mình sẽ trình bày cảm xúc, suy nghĩ về những hình ảnh, những từ ngữ được trích ra từ bài thơ. Cuối cùng với phần kết đoạn, trong khuôn khổ khoảng một câu, chúng mình sẽ khẳng định lại cảm nghĩ của bản thân mình và nêu ra ý nghĩa chính của bài thơ đối với bản thân em. Đồng ý không? Đấy, đấy là về yêu cầu đối với kiểu bài này nhá. Thì những yêu cầu đó các em thấy có khó không? Các bạn thấy có khó không nhỉ? Chị đang thấy có một số bạn đã vào xem rồi, các bạn bình luận cho chị biết với. Cái bình luận gì đó cho chị biết với nào. Không là chị đang chưa đọc được bình luận nào cả. Chỉ sợ là do máy chị lát nên không thấy bình luận của các em thôi. Nên các bạn ơi, với những yêu cầu như thế này thì các em thấy kiểu bài này có khó không? Thứ nhất là riêng về dung lượng và hình thức là chúng ta đã thấy nó đơn giản và nhẹ nhàng rồi. Có một đoạn văn thôi à, đúng không? Đấy, không phải viết cả một bài văn dài, mình sẽ viết một đoạn văn nhỏ xinh thôi. Nên là về hình thức, về dung lượng là chúng ta đã thấy thuận lợi rồi. Không khó lắm. Thế nhưng mà về yêu cầu thì sao? Yêu cầu về mặt nội dung thì sao? Em có thói quen, em có yêu thích việc là bộc lộ cảm xúc của mình không? Chúng mình có yêu thích cái việc mà nói ra cảm xúc của mình, bộc lộ cảm xúc của mình trong cuộc sống không? Bởi chị vẫn hay nói với các bạn ở trong lớp VIP ý, là mỗi kiểu bài viết mà chúng ta được học, mỗi kiểu bài mà chúng ta cần viết trong năm học, trong quá trình chúng ta học văn ý, thực tế nó cũng phản ánh về những trải nghiệm trong cuộc sống của các em đấy. Có những bạn hướng nội, chúng mình không muốn hoặc là không thích và rất ít khi bộc lộ cảm xúc của mình trước bất cứ chuyện gì trong cuộc sống, mà chúng mình lại thường là có cái xu hướng thu mình lại. Chị nghĩ rằng là những bạn ấy thì sẽ muốn tìm tới những cái thể thức khác để bộc lộ ra cảm xúc của mình. Nên biết đâu, thay vì nói, bây giờ chúng ta chọn cách viết sẽ là một cái việc thuận lợi thì sao? Và biết đâu là khi mà viết kiểu bài này, chúng mình sẽ cảm thấy dễ dàng để bộc lộ cảm xúc hơn, và từ đó là chúng mình sẽ bớt cái sự e dè ngại ngùng trong cuộc sống. Chúng mình có thể tìm được cái sự kết nối trong cuộc sống với việc là chúng ta bộc lộ cảm xúc của mình trước những điều xảy ra ở xung quanh, đối với những cái câu chuyện của mọi người khi mình được tiếp nhận, đúng không ạ? Đấy, thế nên rằng là chị mong rằng là các bạn nhỏ ở đây chúng mình sẽ cảm thấy nhẹ nhàng, đơn giản đối với cái việc là bộc lộ cảm xúc của mình. Nên quan trọng là cảm xúc gì, đúng không? Và thứ hai là bộc lộ như thế nào. Đó, vậy nên là với yêu cầu kiểu bài như vậy thì chúng mình sẽ thực hiện như thế nào đây? Bây giờ chúng mình sẽ đến với phần quy trình viết nhé. Ở đây thì với các bạn học bộ sách Chân trời sáng tạo ấy, thì sau khi tìm hiểu về yêu cầu kiểu bài xong thì chúng mình sẽ có một hoạt động, đó là phân tích kiểu đoạn văn, phân tích kiểu bài thông qua một bài văn mẫu được nêu ở trong sách giáo khoa. Đấy, nhưng mà hôm nay thì chúng mình sẽ đi đến cái phần quy trình viết luôn. Em đồng ý không nào? Ok chưa ạ? Nhá, đến với phần quy trình viết. Mỗi kiểu bài viết thì chị đều định hình cùng với các bạn ở trong khóa VIP là sẽ có 4 bước. Bước 1 là chuẩn bị này, bước 2 là tìm ý và lập dàn ý, bước 3 là viết bài và bước 4 là đọc lại bài, chỉnh sửa và rút kinh nghiệm. Đấy, kiểu bài nào cũng sẽ đi theo 4 bước như vậy cho thống nhất. Và bộ sách nào cũng thế. Đấy, bởi vì là thực ra giữa các bộ sách có thể có cái sự khác biệt trong cách đặt tên các bước và số lượng các bước, nhưng bản chất vẫn là những cái hoạt động đó, vẫn là những thao tác đó. Thế nên là chị chọn cách thống nhất luôn. Kiểu bài nào cũng thế, cũng có 4 bước như thế rồi, bộ sách nào cũng thế. Đồng ý không các em nhá? Đấy, thì bước 1 là chúng mình sẽ chuẩn bị tất cả những gì cần thiết để giúp cho chúng ta viết một cách thuận lợi.
Nên bước đầu tiên là chúng ta sẽ chuẩn bị trước khi viết. Vậy ở đây là chúng mình cần viết một đoạn văn ghi lại cảm nghĩ về một bài thơ 8 chữ đúng không? Thì trước tiên là mình cần phải biết đó là bài thơ nào đã. Nếu như đề bài không chỉ định một bài thơ nào cụ thể mà cho phép chúng ta tự chọn thì bước đầu tiên là chúng ta phải tìm được bài thơ đấy. Chúng ta phải tìm cái bài thơ mà mình yêu thích và nó phải thỏa mãn, nó là thơ 8 chữ nha. Chứ đề bài yêu cầu là viết đoạn văn ghi lại cảm nghĩ của em về một bài thơ 8 chữ mà em yêu thích mà mình lại đi chọn một bài thơ tự do, chọn một bài thơ 5 chữ thì thôi sai luôn từ bước đầu mất rồi. Đúng không? Sai luôn từ bước đầu mất rồi. Một thao tác tưởng chừng như đơn giản nhưng nếu như không để ý là chúng ta lại sai đấy, là chúng ta lại dễ bị mắc sai lầm đấy. Nhớ ở đây nha, tìm bài thơ ở đây là phải tìm đúng bài thơ 8 chữ nếu như mà được đề bài cho phép chọn tự do. Còn nếu như đề bài chỉ định thì đấy, chúng ta cứ đọc kỹ cái bài thơ mà đề bài cho nhá. Đồng ý không? Rồi, sau khi mà đã xác định được bài thơ mà chúng mình sẽ cảm nhận về nó thì chúng mình sẽ trả lời những cái câu hỏi như sau này. Để tìm được bài thơ để mà viết được một cái đoạn văn ghi lại cảm nghĩ của mình về một bài thơ 8 chữ có được cái sự chân thành này, đảm bảo được những yêu cầu cần đạt như vừa rồi chúng ta phân tích thì ngay từ đầu em sẽ cần phải trả lời được các câu hỏi như sau. Câu hỏi thứ nhất đó là thể thơ 8 chữ là thể thơ mỗi dòng đều có 8 chữ và thường gieo vần chân, chỗ này là gieo nha, thường gieo vần chân và vần liền. Đấy. Nghĩa là chúng ta sẽ trả lời câu hỏi thể thơ 8 chữ là một thể thơ như thế nào. Đó là cái đặc trưng trong bài thơ mà chúng ta cảm nhận. Nên chúng mình cần phải nắm được đặc điểm của thể thơ 8 chữ. Đồng ý không? Để có cơ hội tạo ra một số những điểm nhấn gì đó ở trong đoạn văn của mình thì sao? Rồi đến câu hỏi thứ hai là cái đoạn văn mà chúng ta viết ý, thì sẽ có đặc điểm gì? Đặc điểm thứ nhất về mặt hình thức là nó chỉ là một đoạn văn thôi. Mà đã là đoạn văn thì cũng không nên quá dài các em ạ. Nếu như đề bài không giới hạn dung lượng thì tất nhiên là chúng mình được tự do rồi. Nhưng dù là đề bài không giới hạn dung lượng thì chị nghĩ một đoạn văn tối đa nó cũng chỉ khoảng một trang rưỡi thôi là xinh. Chứ nếu nó dài quá là cũng sẽ gây thách thức cho người đọc đấy. Đúng không? Gây thách thức cho người đọc đấy. Nên là chúng mình sẽ viết một đoạn văn trong khoảng một trang rưỡi thôi. Đấy là nếu như đề bài không 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 có yêu cầu về dung lượng. Còn nếu như đề bài yêu cầu về số chữ, số dòng thì chúng mình tất nhiên là phải tuân thủ rồi. Nhá, tất nhiên là phải tuân thủ nếu như đề bài có yêu cầu nha. Rồi, đấy. Và thứ hai, về mặt nội dung thì đoạn văn mà chúng ta viết ý, nó phải đảm bảo được mục tiêu cao nhất là phát biểu cảm xúc của em về nội dung hoặc là và về nghệ thuật của một bài thơ 8 chữ. Đấy, thì đấy là về câu hỏi liên quan tới việc là đoạn văn cần viết thì cần phải có cái đặc điểm gì nhá. Câu hỏi thứ ba là chúng mình sẽ phải xác định được mục đích của đoạn văn này để làm gì. Đúng không? Đoạn văn này em viết ra để làm gì? Thì mục đích cao nhất của đoạn văn này là để bộc lộ cảm xúc của em và để bồi đắp thêm cái tình yêu, sự trân trọng đối với những bài thơ 8 chữ. Nên là có hai nhiệm vụ em cần thực hiện được ở trong đoạn văn đó. Thứ nhất là em bộc lộ được những cái cảm xúc của em đối với bài thơ. Và thứ hai là em hãy trở thành một người truyền cảm hứng từ những cảm xúc của em. Thì người đọc đọc cái đoạn văn của em, người đọc cũng cảm thấy tò mò, cũng cảm thấy yêu mến cái bài thơ mà chúng ta đang nêu cảm nhận. Nên là đoạn văn này nó gần giống nhá, nó có đôi chỗ là có sự tương đồng với cái hoạt động là kiểu như là chúng ta review một bài thơ ấy. Đấy, nó giống ở chỗ là việc mà chúng ta review một bài thơ hay là việc chúng ta phát biểu cảm nghĩ về một bài thơ thì đều là hướng tới cái việc là truyền cảm hứng để cho người đọc có thể biết tới bài thơ đó, cảm thấy yêu thích bài thơ đó và có thể là đồng cảm với cả cái cảm xúc của chúng ta, có cái trải nghiệm thích thú giống như là chúng ta, đúng không? Đó. Thế còn người đọc đoạn văn của chúng ta là ai? Sẽ là thầy cô, sẽ là bạn bè của mình, sẽ là những người cùng quan tâm tới bài thơ mà chúng ta lựa chọn. Còn đi thi thì người đọc sẽ là thầy cô, đúng không? Đấy. Còn về nội dung cách viết, từ việc đã xác định được mục đích và người đọc rồi thì chúng mình sẽ chọn một cái cách viết trong sáng, chân thành là chính.
đừng quá đặt nặng cái việc là phải học thuật ở đây. Bởi vì dù sao đã là văn biểu cảm thì nó sẽ chỉ hay khi đó là cảm xúc của chính chúng mình. Nó sẽ chỉ hay khi mà chúng mình bộc lộ được một cách chân thành những ấn tượng, những cảm xúc của cá nhân nhá. Nên thay vì việc đề cao cái tính học thuật rồi dùng nhiều những ngôn từ trau chuốt mà chính bản thân mình chưa hiểu, thì các em hãy ưu tiên một cái cách viết trong sáng và chân thành. Đồng ý chưa ạ? Em hình dung không nào? Đấy nhá. Rồi sau khi mà giải quyết được các câu hỏi đó thì chính là khi mà chúng ta đã chuẩn bị xong để bây giờ mình sẵn sàng bước sang bước thứ hai, tìm ý và lập dàn ý các em nhá. Tìm ý và lập dàn ý đó. Thế thì ở đây sẽ có những bạn là chúng mình nghĩ rằng tìm ý và lập dàn ý thì không khác gì nhau, nhưng mà thực tế tìm ý là việc chúng ta nghĩ ra ý nào là chúng ta viết hết ra, chưa cần quan tâm thứ tự nó ra sao cả. Tìm được càng nhiều ý càng tốt, chúng ta chỉ đang đi tìm thôi mà, đúng không? Thì tìm ý là việc chúng ta trả lời các câu hỏi để nghĩ ra được càng nhiều ý càng tốt, càng nhiều ý tưởng càng tốt. Còn bước lập dàn ý là chúng ta sắp xếp lại những cái ý tưởng mình nghĩ ra được, mình tìm ra được thành một cái trình tự hợp lý. Đấy, nên là muốn lập dàn ý là chúng ta phải tìm được ý trước đã. Vậy ở đây có một nguyên tắc mà các bạn ở trong lớp VIP thì chị luôn định hướng, đấy là khi tìm ý là hãy biết đặt ra các câu hỏi cơ bản nhất để đi tìm câu trả lời cho những cái câu hỏi đó. Ok không ạ? Đấy, hãy biết đặt ra những câu hỏi quan trọng xoay quanh vấn đề, xoay quanh cái đề bài, xoay quanh bài thơ mà chúng ta đang cần phát biểu cảm nghĩ. Để rồi khi trả lời những câu hỏi đó là chúng ta sẽ có rất nhiều các ý tưởng. Vậy ở đây mình sẽ đặt ra những câu hỏi gì? Trước tiên, trước khi đặt câu hỏi thì chúng mình sẽ cần phải đọc diễn cảm bài thơ một vài lần để cảm nhận về mặt nhạc điệu, về vần, về nhịp. Đấy, và phần nào nắm bắt được nội dung cơ bản của bài thơ đó. Nha. Sau đấy thì mình sẽ đi trả lời cho câu hỏi là bài thơ này có nét độc đáo gì về nghệ thuật? Mà đã hỏi về nghệ thuật của thơ thì nghĩa là hỏi về cách gieo vần này, hỏi về cách ngắt nhịp này. Đấy, xem là hỏi về nhạc điệu đặc biệt, xem là trong bài thơ đấy có đoạn nào có nhạc điệu đặc biệt không? Rồi là hỏi về biện pháp tu từ. Đấy, vân vân nhá. Nên là đó các em thấy không? Chỉ mới có mỗi cái ý về nghệ thuật thôi, thế nhưng mà chúng ta đã có một vài những câu hỏi rồi. Để khi trả lời những câu hỏi này là nếu như trả lời đầy đủ được 4 câu này là em đã có ít nhất là 4 ý cho phần về nghệ thuật rồi. Đúng không? Nên là không sợ, không có ý tưởng gì đâu nha. Quan trọng là chúng ta biết đặt câu hỏi ra và cứ đi tìm làm sao tìm ra bằng được câu trả lời cho những câu hỏi đấy. Thế là chúng ta sẽ có ý tưởng thôi nhá. Sau đó này, câu hỏi thứ hai, à câu hỏi, ừ đúng rồi, câu hỏi thứ hai đó là bài thơ này thì có nét độc đáo gì về nội dung? Mà đã hỏi về nội dung thì chúng mình sẽ là hỏi về chủ đề này, hỏi về cảm hứng chủ đạo này, đúng không? Hỏi về nội dung trong từng phần bố cục đấy. Rồi hỏi về những hình ảnh hay là hỏi về nhân vật trữ tình, đúng không? Ok chưa? Nhá. Đấy là những cái khía cạnh nhỏ về mặt nội dung mà chúng ta có thể đặt ra những câu hỏi nhỏ hơn nữa để tìm ý một cách dễ dàng hơn. Mà những kiến thức về chủ đề hay là cảm hứng chủ đạo là chúng ta cũng được học rồi. Nó là phần kiến thức tri thức ngữ văn, phần kiến thức lý thuyết là chúng ta được học rồi. Nên đừng bạn nào bảo là em không biết xác định chủ đề của một bài thơ nha. Cái đó chúng mình đã được học rồi đấy, chúng mình sẽ được học. Bạn nào mà chưa học cái phần đấy thì sẽ được học trong phần kiến thức lý thuyết, nên các em cứ yên tâm nhá. Đấy, và một câu hỏi cuối cùng cũng rất là đặc biệt, câu hỏi để giúp cho chúng ta có thể xác định được những cái từ ngữ, những hình ảnh mà mình sẽ trích ra trong quá trình mình cảm nhận. Đây, đó là câu hỏi có những từ, cụm từ nào nêu được đúng cảm nhận của em về tất cả những yếu tố bên trên. Nghĩa là mọi cái cảm nhận của em thì hãy đi liền theo đó là những từ ngữ có ở trong bài thơ. Kiểu như em nêu ra, em cảm thấy xúc động thì em phải chỉ ra được là câu thơ nào hoặc là hình ảnh nào, từ ngữ nào khiến cho em xúc động. Chỉ có như thế thì phần phát biểu cảm nghĩ của chúng ta nó mới sinh động, đúng không? Chứ nếu như chúng ta cứ chỉ chăm chăm vào việc nêu ra cảm nghĩ của mình mà không chỉ ra là gì, mà không chỉ ra là tại sao em lại có cảm nghĩ như thế,
thì người đọc cũng khó để được truyền cảm hứng lắm các em ạ. Nhớ nha. Đó, và sau khi mà chúng mình trả lời được những câu hỏi đó rồi thì chắc chắn là hệ thống ý của chúng ta cũng đã khá phong phú. Vậy bây giờ chúng mình sẽ sắp xếp nó theo một trình tự hợp lý nhé. Đó chính là thao tác của việc lập dàn ý đấy. Lập dàn ý là mình sắp xếp những ý đã tìm được thành một trình tự hoàn chỉnh và hợp lý. Và cái việc lập dàn ý hay là tìm ý này thì chúng ta không cần đặt nặng quá về mặt hình thức trình bày, không cần đặt nặng quá về mặt chữ viết, bởi vì chúng mình thực hiện ra nháp mà. Nên các em cứ viết làm sao các em hiểu là được, em viết tắt thoải mái, ký hiệu thoải mái, đúng không? Dấu cộng, dấu trừ, rồi gạch đầu dòng thoải mái, cứ làm sao mà tiện lợi cho chúng ta là được. Nhưng nhất định là hãy thực hiện đầy đủ các cái bước đó nhá. Được không nào? Đấy, thì bây giờ về mặt dàn ý này, một đoạn văn ghi lại cảm nghĩ về một bài thơ 8 chữ sẽ có 3 phần: mở đoạn, thân đoạn, kết đoạn. Trong đó, mở đoạn là chúng ta sẽ giới thiệu tên bài thơ và tên của tác giả và nêu ra cảm nhận chung về bài thơ đó trong khuôn khổ 1 đến 2 câu thôi. Ok chưa? 1 đến 2 câu cho phần mở đoạn thôi nhé. Đến phần thân đoạn này là mình sẽ nêu ra cảm xúc về nội dung của bài thơ, đi kèm với đó là những từ ngữ có trong bài thơ giúp cho chúng ta có được những cái cảm xúc về nội dung như thế. Và ý thứ hai ở trong phần thân đoạn là cảm xúc về nghệ thuật. Đấy, có hai ý chính: cảm xúc về nội dung và cảm xúc về nghệ thuật. Và cuối cùng với phần kết đoạn là chúng ta sẽ khái quát lại cảm nghĩ của mình và nêu ra ý nghĩa của bài thơ đối với bản thân. Cái ý hai này thì không bắt buộc. Vậy các em nhìn vào dàn ý này, các bạn có phát hiện ra một điều, đó là liên tục chúng ta phải làm cái thao tác là nêu ra cảm xúc của mình, đúng không? Bởi vì đây là văn biểu cảm mà, việc chính là mình phải nêu ra cảm xúc. Nó khác với việc phân tích bình luận nhé. Một khi đã là nêu ra cảm xúc thì các em phải bồi đắp thêm cái vốn từ về những từ ngữ chỉ cảm xúc. Mình đừng chỉ dừng lại ở những từ như vui, buồn, đúng không? Mà mình hãy đọc thêm rồi làm cách nào mình bồi đắp thêm những vốn từ để gọi tên được những cảm xúc của bản thân mình. Chị tin là trái tim thuần khiết của chúng ta đấy, với cái sự trẻ trung, với sự yêu đời này, với sự nhiệt huyết của chúng ta, với sự năng động của chúng ta, thì khi mà các em đọc bất cứ một bài thơ nào thì trong trái tim của chúng mình cũng sẽ có những cái nhịp rung cảm xúc, chỉ là chúng ta chưa biết cách gọi tên nó ra thôi. Nên cái khó ở đây, có lẽ cái khó nhất ở đây đó là vốn từ để chúng ta diễn đạt ra được cảm xúc của mình, đúng không? Đó nhá. Nên học kiểu bài nào cũng thế, rồi chúng mình cũng sẽ đều gặp nhau ở cái khó khăn đấy. Đấy chính là về vốn từ. Nên là chúng mình hãy đọc nhiều lên, nhớ chưa? Đọc cái gì? Đọc sách giáo khoa, đúng không? Bạn nào mà chưa có thói quen đọc sách thì chúng mình đọc sách giáo khoa. Sách giáo khoa đã là một cái kho từ vựng cũng khổng lồ rồi đấy. Ở đó có các tác phẩm này, đúng chưa? Đấy, đọc các tác phẩm khác nhau là chúng ta cũng đã học hỏi được, cũng đã mở mang được thêm vốn từ ngữ từ các tác giả khác nhau rồi. Rồi, mục lục sách giáo khoa còn có cái phần cuối ở sách giáo khoa còn có những cái bảng tra cứu yếu tố Hán Việt nữa, đúng không? Ở đấy có vô số các từ cho chúng mình luôn. Nên là bạn nào mà chưa có thói quen đọc sách, ngại đọc sách, lười đọc sách thì cứ trước tiên giúp chị là đọc thật kỹ sách giáo khoa, đọc hết tất cả các trang trong sách giáo khoa. Bây giờ mình học lớp 9 rồi, nhưng có bạn nào tự tin với chị là các năm học lớp 6, lớp 7, lớp 8 là chúng ta đọc đầy đủ tất cả các trang ở trong sách giáo khoa ngữ văn không? Có bạn nào tự tin với chị không? Có bạn nào tự tin với chị là bây giờ bước vào năm lớp 9 rồi thì những năm học trước chúng mình đã đọc đầy đủ tất cả các trang của sách giáo khoa năm lớp 6, 7, 8 chưa? Có bạn nào tự tin với chị không? Bạn nào đã đọc hết giơ tay chị xem nào. Bạn nào đã đọc hết giơ tay chị xem nào. Nếu như mà nhiều bạn chưa đọc hết như thế này là rất là phí đấy nha. Sách giáo khoa kho từ vựng khổng lồ. Đặc biệt lại phù hợp cho những bạn nào mà không có thói quen đọc sách, lười đọc, không thích đọc thì cứ đọc kỹ sách giáo khoa trước đi nhá. Nhớ chưa? Đọc tất cả các trang, đọc hết các cái đề mục học, đọc hết tất cả các bài.
Đấy, chúng ta đọc vừa là để hiểu được về chương trình, vừa lại là có thêm cái kinh nghiệm, có à không phải là kinh nghiệm mà có thêm những cái trải nghiệm với ngôn ngữ, với ngôn từ. Chắc chắn các em sẽ bắt gặp những từ ngữ hay, bắt gặp những cái cách diễn đạt dễ hiểu, rõ ràng, đúng chưa? Đấy, nên là không cần đi đâu xa nhá. Nếu như hỏi chị là bây giờ muốn bồi đắp vốn từ, muốn mở rộng vốn từ thì em sẽ đọc sách gì, thì sẽ tùy vào cái sở thích của các bạn, tùy vào cái trạng thái và cách đọc sách của các em. Nhưng lời gợi ý của chị thì chị thấy là đơn giản nhất là các em cứ đọc đọc kỹ sách giáo khoa từ môn văn rồi đến các môn học khác. Có sách giáo khoa của môn nào thì mình cứ đọc kỹ đi, bởi vì sách giáo khoa có cái cách diễn đạt rõ ràng, dễ hiểu và phù hợp với học sinh mà. Đấy là cái mà chúng ta cần. Đúng không? Rồi, bây giờ này, đến một phần vô cùng đặc biệt các bạn ạ. Đây. Ok, chị thấy bạn Phương Ngọc là đã chia sẻ là em chưa, em không đọc ấy, sách giáo khoa. Thế thì năm nay, năm lớp 9 này mình hãy thử nhá. Hãy thử đặt mục tiêu đi, đồng ý ông, thử đặt mục tiêu cho cái việc là đọc đầy đủ hết tất cả các trang trong sách giáo khoa, thử xem là mình có làm được không, và xem là sự khác biệt của mình sau khi làm cái điều đó xem như thế nào nha, đồng ý không? Hay, còn bây giờ chị đang muốn giới thiệu tới các bạn một nội dung rất đặc biệt ở trong các cái file tài liệu phần viết của các bạn học sinh lớp VIP, đó chính là hệ thống các công thức cho từng kiểu bài, đồng ý không? Đấy, phần công thức cho từng kiểu bài. Nếu như phần chuẩn bị là chúng ta đã chuẩn bị được những gì cần thiết rồi này, phần tìm ý và lập dàn ý chúng ta đã có ý tưởng rồi này, thì bây giờ vấn đề là viết những ý tưởng đấy ra như thế nào. Đi thi thì không có ai kiểm tra dàn ý của mình cả. Cái mà chúng ta nộp lên, cái để giúp cho chúng ta lấy điểm, đó là một đoạn văn hoàn chỉnh cơ. Mà đã là đoạn văn hoàn chỉnh thì câu cũng phải hoàn chỉnh, nó phải diễn đạt hoàn chỉnh. Vậy, để giúp cho chúng mình có thể diễn đạt dễ dàng hơn và nhanh chóng hơn, thì trong các cái tiết học viết và tất nhiên là trong tài liệu thì các bạn trong lớp VIP sẽ có những phần công thức để có thể áp dụng linh hoạt theo sở thích của mình này, theo giọng văn của mình này, mà vẫn đảm bảo là nhanh, đúng và ấn tượng. Ok không? Thì ví dụ chị giới thiệu ở đây nhá. Về kiểu bài viết đoạn văn này ý, thì chị có gợi ý cho các bạn một số những công thức viết mở đoạn như thế này. Ví dụ chúng mình có công thức 1: lòng tôi chợt cảm thấy chấm chấm khi đọc bài thơ A của tác giả B. Đấy, thì cái phần từ ngữ chỉ cảm xúc này là tùy vào cái cảm xúc của các em thì các em thay thế vào đây, chứ chị không thể nào đem cảm xúc của mình và áp đặt cho cảm xúc của các bạn được, đúng không? Ok không ạ? Ví dụ như là với bài thơ Quê hương của tác giả Tề Hanh, thì với bản thân chị đi, chị là một người đã phần nào trưởng thành rồi, trưởng thành hơn chúng mình rồi, không còn có suy nghĩ quá ngây thơ nữa, thì với chị một bài thơ như là bài thơ Quê hương của tác giả Tế Hanh chẳng hạn sẽ là một bài thơ mà gây cho chị cái niềm xúc động, đồng ý không? Một niềm xúc động thì chị có thể sử dụng công thức này để viết là lòng tôi chợt cảm thấy xúc động khi đọc bài thơ Quê hương của tác giả Tế Hanh. Thế là xong câu mở đoạn rồi đấy. Dễ dàng không nào? Đồng ý không? Đấy, một câu thôi, đơn giản như thế thôi. Vừa đảm bảo là gì? Là nêu ra được cảm xúc chủ đạo của mình khi đọc bài thơ ấy, và vừa giới thiệu được tên bài thơ, tên tác giả. Hoặc là công thức số 2 cũng đơn giản lắm này. Đọc xong bài thơ A của tác giả B, vấn vương trong tôi luôn là cảm xúc ABC. Đồng ý không? Ví dụ, đọc xong bài thơ Quê hương của tác giả Tế Hanh, vấn vương trong tôi luôn là niềm xúc động và nỗi nhớ quê hương da diết. Đấy. Đồng ý chưa? Hay là công thức 3 nhá. Từ ngữ chỉ cảm xúc cộng với cả đó là những xúc cảm mãnh liệt, hoặc là những xúc cảm chân thành, hoặc là những xúc cảm thiết tha, vân vân. Em dùng một cái tính từ phù hợp đặt để vào đó nhá. Mà bài thơ A của tác giả B đã gợi lên trong tôi. Hay là công thức 4 này. Có một thi phẩm luôn gợi lên trong tôi bao xúc cảm, cộng với cả từ ngữ chỉ cảm xúc. Mỗi khi đọc, đó chính là tác phẩm A của nhà thơ B.
Có một thi phẩm luôn gợi lên trong tôi bao xúc cảm thiết tha, bồi hồi nhớ về quê hương của mình mỗi khi đọc. Đó chính là thi phẩm Quê hương của tác giả Tế Hanh. Đồng ý chưa? Đấy, nhá. Thế thì các em nhìn vào đây này, nhìn vào đây. Đừng vội ghi vào vội, mà hãy nhìn vào đây để chị phân tích để chúng ta hiểu được công thức này. Hiểu được công thức thì các em tự xây dựng được công thức cho mình luôn. Nhớ chưa? Đây, các em có thấy điểm chung giữa tất cả những công thức này là gì không? Điểm chung giữa tất cả các công thức cho phần mở đoạn này là gì ạ? Nó đều có những yếu tố gì? Điểm chung cho tất cả những công thức ở đây là đều có yếu tố gì nhỉ? Đọc xem là cả bốn công thức phần mở đoạn này thì có điểm chung gì ạ? Có điểm chung gì đây nhỉ? Các bạn ơi. Đây, chúng mình chú ý vào những phần được in đậm nha. Chú ý vào những phần được in đậm ở trong mỗi công thức. Thì có phải là tất cả các công thức ở đây nó chỉ là cách diễn đạt khác nhau thôi, nhưng nó đều có điểm chung là phải nêu ra được các từ ngữ chỉ cảm xúc. Đây, từ ngữ chỉ cảm xúc này, cảm xúc này, từ ngữ chỉ cảm xúc này, từ ngữ chỉ cảm xúc này. Ok không? Đấy, và một yếu tố nữa, đấy là bài thơ A của tác giả B. Cả bốn công thức này đều có hai nội dung giống nhau. Một là những từ ngữ chỉ cảm xúc, và hai là bài thơ A của tác giả B. Bởi vì sao? Lý do rất đơn giản thôi. Bởi vì nhiệm vụ của mở đoạn là gì? Đây, nhìn lên phần dàn ý nhá. Nhiệm vụ của mở đoạn là phải giới thiệu được tên bài thơ và tên tác giả. Thì chị ký hiệu là tác giả A, à, bài thơ A của tác giả B. Ok chưa? Và nhiệm vụ thứ hai của mở đoạn là gì? Là phải cảm nhận, nêu ra được cái cảm nhận chung của em về bài thơ ấy. Để nhấn mạnh rằng đoạn thơ, à, cái đoạn văn mà tôi viết đây này là đoạn văn mà tôi sẽ phát biểu cảm xúc của mình. Đó là cảm xúc gì? Nên đừng bạn nào nêu một cách chung chung là nêu một cách chung chung kiểu như không nêu được cái cảm xúc chủ đạo của mình, không nêu ra được những cảm xúc chung của mình trong phần mở đoạn. Mà phần mở đoạn chỉ chăm chăm vào việc giới thiệu bài thơ A của tác giả B. Thậm chí là dùng nhận định A, nhận định B, dùng đủ các thứ nhận định này. Đấy, dùng đủ các thứ dẫn dắt, rườm rà, nhưng cuối cùng chỉ giới thiệu được mỗi bài thơ và tác giả thôi. Còn cái cảm nhận chung của mình thì chưa nêu được. Thì mở đoạn như thế là chưa đạt yêu cầu. Đúng không? Trong khi ở đây nhá, những công thức này thì các em có thấy là mỗi công thức nó chỉ có một câu thôi. Và mở đoạn cũng chỉ cần có thế thôi. Mình viết đoạn văn mà, có phải viết bài văn đâu. Nên là mở đoạn cũng chỉ cần có thế thôi. Chị thấy ở đây, bây giờ chị mới đọc được bình luận của bạn Minh Dũng này. Đúng rồi, Minh Dũng phát hiện ra được một cái điểm tương đồng chính xác rồi đấy. Đấy, thì ở đây nhá, cả bốn công thức mở đoạn này, và tất nhiên vẫn sẽ còn rất nhiều những cách mở đoạn nữa, chứ không phải chỉ gói gọn trong bốn công thức này. Nhưng đây có thể là bốn cái công thức mà đơn giản nhất để các em có thể áp dụng được luôn rồi. Chúng mình chỉ cần chọn một đến hai cách ở đây rồi là chúng mình luyện tập nhiều để biến nó trở thành cách tủ của mình, đúng không? Đấy, trở thành cái cứu cánh của mình trong trường hợp là đi thi, mình không nghĩ ra được ý tưởng gì mới thì mình có thể áp dụng luôn những cách này. Quá đơn giản. Và nó chỉ trong vòng có một câu thôi. Và mở đoạn cũng chỉ cần thế thôi nhá. Bởi vì chị phát hiện ra một cái lỗi chúng mình hay gặp phải khi viết đoạn văn, đấy là mãi vẫn không vào được vấn đề. À, tất nhiên ở đây là đoạn văn biểu cảm thì không gọi là vấn đề, nhưng mà ý của chị là chúng mình dẫn dắt mãi vẫn không vào được cái mục tiêu là phát biểu cảm xúc về bài thơ. Mà chúng mình mất đến khoảng 2 đến 3 câu để nêu ra về tài năng của tác giả, hoặc là dùng nhận định nào đấy thật kêu vào. Đấy, dẫn dắt lý luận văn học các thứ rồi chúng mình mới nêu ra bài thơ và tác giả. Nhưng cái đó không cần nhá. Cái đó không cần thiết cho đoạn văn biểu cảm này. Đoạn văn biểu cảm này thì cái quan trọng là chúng mình khái quát được cảm xúc của bản thân. Đồng ý chưa ạ? Đấy nhá, đấy là phần mở đoạn. Các em đã hiểu bài chưa nào? Các em đã hiểu được cách viết mở đoạn chưa? Hay là bây giờ chúng mình thử áp dụng nhá. Để chị đọc xem là chúng mình viết mở đoạn đã ổn chưa. Bây giờ chúng mình sẽ chọn một cái bài thơ 8 chữ mà em yêu thích nhá.
bài thơ nào cũng được, chỉ cần nó là bài thơ 8 chữ. Ok chưa? Và sau đó hãy thử áp dụng một trong bốn cái công thức viết mở đoạn này để viết một câu mở đoạn cho đoạn văn ghi lại cảm xúc của mình về bài thơ 8 chữ mà em đã chọn. Chúng mình có khoảng 5 phút nha, 3 đến 5 phút để thực hành luôn cái việc viết mở đoạn và chúng mình bình luận luôn cho chị. Em đồng ý không? Như vừa rồi là chị đã lấy ví dụ với bài quê hương rồi đấy. Bạn nào mà nghe vừa nãy thì bây giờ có thể áp dụng lại ngay cũng được. Chị còn nhớ là đối với kiểu bài này, khi mà học cùng với các bạn ở trong lớp VIP bộ sách Chân Trời thì trước đó là các bạn có một nhiệm vụ là phải tìm ra bài thơ 8 chữ mà mình yêu thích. Thế là đến cái hôm học ấy, tha hồ lấy ví dụ luôn. Và các bạn tìm được những bài thơ cũng rất hay nha. Cũng có bạn thì có cùng ý tưởng, cùng chọn một bài thơ, nhưng cũng có bạn chọn những bài thơ rất mới, rất hay, rất độc đáo. Nên là chúng mình đừng ngại nha. Đấy, và các em thấy không? Đó là trong cái quá trình học mà các bạn khóa học văn VIP học cùng với cả học văn chị Hiên, thì chúng mình sẽ là đối với riêng kỹ năng viết nhá. Chị chưa nói tới những kỹ năng khác như là kỹ năng đọc hay là kỹ năng thực hành tiếng Việt. Mà với riêng kỹ năng viết ý, thì cái tiêu chí mà các anh chị khi mà xây dựng tài liệu hay là xây dựng bài giảng, đó là phát hiện ra được những khó khăn của các bạn học sinh để tập trung giải quyết và khắc phục xử lý những cái khó khăn đó. Bởi vì thực tế thì những bài học này rồi chúng mình cũng sẽ học ở trên lớp. Nên là nếu như chỉ dừng lại ở việc là truyền tải những cái gì đã có trong sách giáo khoa, những gì giống như trên lớp chúng mình có thể được làm, có thể được học, thì việc học ở trong các khóa học văn VIP sẽ không thu lại được nhiều hiệu quả. Đấy. Bởi vậy mà đối với phần viết, cái bước 3 ấy, viết bài hoàn chỉnh, viết đoạn hoàn chỉnh sẽ thường là có công thức. Bởi vì các anh chị phát hiện ra là các bạn học sinh thì mặc dù ý tưởng rất là tốt nha, ở cái khâu tìm ý và lập dàn ý có những bạn có những ý tưởng rất là sáng tạo và cũng không ngại bày tỏ những ý tưởng đấy ra. Nhưng mà cái ngại ở đây là không biết viết như thế nào. Đó, nên các anh chị cố gắng xây dựng nhiều những công thức để giúp cho chúng mình viết dễ hơn. Nên bạn nào chúng ta cũng gặp những cái khó khăn trong việc là em cũng có ý tưởng đấy, nhưng em không biết diễn đạt ra sao. Và khi có những công thức thì giúp cho em giải tỏa được cái áp lực, giúp cho em có được cách viết, giúp cho em có thể thể hiện được ý tưởng của mình ra một cách dễ dàng hơn. Không ngại viết nữa thì các bạn có thể tham khảo để tham gia các khóa học cùng với học văn chị Hiên nhé. Tài liệu của các bạn ở trong khóa học văn VIP đấy, thế nên là chị không tặng công khai được nha. Hôm nay gặp các bạn ở trong phần phát trực tiếp này thì chúng mình có thể là tham khảo và nhìn vào đây để thấy được về tài liệu của các bạn trong khóa văn VIP thì sẽ là một tài liệu như thế nào nhá. Đồng ý. Rồi nếu như Phương Ngọc đã viết xong rồi, em có thể chia sẻ luôn, em có thể là bình luận cho chị biết nha. Đồng ý không? Đấy, thì đối với khóa VIP mà học bộ sách Chân Trời Sáng Tạo thì các bạn đã học xong bài 2 này, đang học đến giữa bài 3. Còn với các bạn bộ sách Kết Nối thì chúng mình đang học đến bài 2, chủ đề 2. Còn với các bạn bộ sách Cánh Diều thì đang học đến chủ đề 3, chủ đề 3 thì phải. Đó. Đấy thì cái tốc độ học là cũng sẽ phụ thuộc vào chúng mình nữa. Các anh chị đề ra phần lộ trình nhưng mà sẽ dựa vào thực tế nữa, kết hợp với cả thực tế tiếp thu, rồi là thực tế về cái năng lực của chúng mình đã đảm bảo được yêu cầu đối với từng kiểu bài hay chưa, để kéo dài thêm thời gian nếu cần. Ok nha. Đấy, đây, về tài liệu của các khóa học thì chúng mình có thể hình dung. Ví dụ như là trước mặt chúng ta bây giờ chính là cái thư mục tài liệu của các bạn ở trong bộ sách Chân Trời nhá. Thì mỗi chủ đề là chúng ta sẽ có 3 file. Một file là kỹ năng đọc, là đọc các cái bài đọc hiểu này. Một file về thực hành tiếng Việt. Một file là về kỹ năng viết. Bài 2 cũng thế. Đấy, ví dụ như bài 2 giá trị văn chương nhá. Chị mở chúng mình xem về tài liệu đối với phần đọc nha. Đây, mỗi bài sẽ có một bìa riêng. Cũng hơi cầu kỳ một chút. Nhưng mong là các bạn sẽ thích.
Đấy thì phần tài liệu về phần đọc nó sẽ hơi dài một chút, bởi vì là không những là trả lời các câu hỏi trong sách giáo khoa mà sẽ có những cái phần nâng lên thành kỹ năng lưu ý để áp dụng cho những tác phẩm khác, cho những văn bản khác nữa. Ok chưa ạ? Đấy, đấy là về phần đọc nhá. Thế còn về thực hành tiếng Việt thì cũng sẽ có hai phần chính ở trong mỗi tài liệu, đó là phần tri thức ngữ văn, những cái kiến thức lý thuyết và phần giải đáp các câu hỏi trong sách giáo khoa để chúng ta thực hành. Rồi, đồng ý nha. Thế nên rằng là bạn nào mà chúng ta đang là học sinh 2K10 này và chúng mình cũng muốn có những cái trải nghiệm để sở hữu được những phần tài liệu chi tiết này, kiểu như chúng mình khó ở đâu thì sẽ được giải đáp và sẽ có những cái phần tài liệu để gợi ý và giúp cho chúng ta giải quyết những cái khó khăn đó. Thì các em có thể tham khảo, đăng ký tham gia khóa học văn VIP cùng học văn chị Hiên nhé. Còn nếu như chúng mình đã kín lịch học thêm rồi thì các bạn vẫn có thể đồng hành cùng với học văn chị Hiên, tham khảo những tài liệu chất lượng của học văn chị Hiên thông qua việc sở hữu những đầu sách. Các anh chị có những cuốn sách tham khảo đấy. Và hiện tại hot nhất vẫn đang là bộ sổ tay chinh phục nghị luận xã hội trung học cơ sở. Đấy, combo hai cuốn sách đây nha. Đây. Đây, combo hai cuốn sách. Tập 1 là về phương pháp và tập 2 là về văn mẫu. Hai cuốn sách sổ tay chinh phục nghị luận xã hội trung học cơ sở dành cho các bạn từ lớp 6 đến lớp 9 luôn. Và combo hai cuốn này chỉ có giá là 299k thôi nếu như chúng mình mua combo hai cuốn. Đấy. Còn mới đây thì các chị lại có một cái cuốn sổ tay nho nhỏ. Vừa rồi các bạn yêu thích công thức đúng không? Thì đây, phần công thức cho nghị luận xã hội, các chị có một cái cuốn sổ tay hơn 150 công thức. Đồng ý không ạ? Hơn 150 công thức mà nó chỉ nhỏ nhỏ xinh xinh bằng lòng bàn tay thôi. Chúng mình có thể mang đi mọi lúc mọi nơi luôn. 164 công thức nha, cho tất cả các phần ở trong một bài nghị luận xã hội, từ phần mở bài này, rồi đến phần giải thích này, phần bàn luận về biểu hiện này, phần bàn luận về thực trạng, phần bàn luận về nguyên nhân, ý nghĩa, phần bàn luận về hậu quả, tác động. Đấy, phần bàn luận về phần mở rộng này, lật lại vấn đề này, phần đưa dẫn chứng này, đấy phần kết bài này, rồi cách đưa hình ảnh vào trong bài nghị luận xã hội, rồi cách chuyển đoạn, cách chuyển ý này, có hết tất tần tật trong 164 công thức này. Mà cuốn sổ tay này chúng mình có thể mua với cái giá rất là ưu đãi nhá. Nên cách mua thì các em có thể là nhắn tin về cho chị luôn, thì các bạn sẽ nhận được cái đường link đăng ký để điền thông tin của mình vào để các chị có thể lên đơn và gửi cho chúng mình sớm nhất nhá. Đấy, bạn nào mà vừa rồi chị hướng dẫn qua việc viết bằng công thức, các em cảm thấy dễ dàng thì chị nghĩ là chúng mình phù hợp với cái cuốn sổ tay hơn 150 công thức này đấy. Nhưng 150 công thức này là sẽ tập trung vào kiểu bài nghị luận để đặt mua nha. Đấy, chúng mình có thể nhắn tin về cho chị để đặt mua nhá. Ố, thế nào mà bị lag thế nhở? Chỗ chị nó đang hơi không ổn các em ạ. Các bạn có bị lag không? Rồi, ô, chị thấy là vừa rồi đã có những bạn áp dụng công thức này. Đồng ý, đã có những bạn áp dụng công thức. Vậy nên bây giờ để chị quay lại đọc những bài, đọc những cái phần viết của các bạn để góp ý cho các em nhá. Đấy, thấy không? Có công thức cái là viết được luôn đây này. Bình luận luôn đây này. Đúng không? Ừ, rồi với mở đoạn của bạn Phương Ngọc này, xúc động, bồi hồi và xao xuyến, đó là những xúc cảm thiết tha mà bài thơ quê hương của tác giả Tế Hanh đã gợi lên trong tôi. Ôi quá tuyệt vời, đúng không ạ? Đây cũng chỉ cần có thế thôi nhá, cũng chỉ cần có thế thôi là chúng mình xong mở đoạn rồi đấy. Và bản thân em có thấy là mở đoạn của mình cũng rất ấn tượng không? Đọc xong mở đoạn của em thì nếu như chị là người chưa biết bài thơ quê hương của tác giả Tế Hanh như thế nào thì chị cũng đã cảm thấy tò mò rồi. Đó phải là một bài thơ như thế nào mà khiến cho một bạn nhỏ cảm thấy xúc động, cảm thấy bồi hồi xao xuyến. Đấy, và ở đây là em dùng được đúng những cái từ ngữ để phát biểu cảm xúc của mình rồi đấy. Thế hay là một bạn khác vừa mới thực hành xong này, đọc xong bài thơ Bếp lửa của tác giả Bằng Việt. Bài thơ Bếp lửa của tác giả Bằng Việt có phải là bài thơ 8 chữ không nhỉ? Rồi, ở đây chúng mình phải phải là thơ 8 chữ em nha. Cái kiểu bài này là chúng mình ghi lại cảm nghĩ về một bài thơ 8 chữ cơ. Đấy,
Nên là chúng mình tìm một bài thơ 8 chữ khác nhá. Nhưng ví dụ như là chúng mình không bị quy định về thể thơ 8 chữ đi. Ví dụ như là đối với bài bếp lửa nhá. Đồng ý không? Đấy, ví dụ như đề bài không giới hạn là một bài thơ 8 chữ thì để chị đọc xem là phần mở đoạn của bạn áp dụng xem là ổn chưa nhá. Đọc xong bài thơ Bếp Lửa của tác giả Bằng Việt, vấn vương trong tôi luôn là tình cảm yêu thương, ấm áp, thiêng liêng từ tấm lòng của người bà và là ngọn lửa dẫn dắt con người trong cuộc sống giúp ta tốt hơn, trưởng thành hơn, nâng đỡ con người suốt hành trình dài của cuộc đời. Mở đoạn này của mình đang bị lủng củng bắt đầu từ chỗ và là ngọn lửa dẫn dắt con người trong cuộc sống. Đấy. Ai là ngọn lửa dẫn dắt con người trong cuộc sống? Cái gì là ngọn lửa dẫn dắt con người trong cuộc sống? Nếu em viết như thế này thì có nghĩa là đọc xong bài thơ Bếp Lửa của tác giả Bằng Việt, vấn vương trong tôi luôn là ngọn lửa dẫn dắt con người trong cuộc sống giúp ta tốt hơn, trưởng thành hơn, nâng đỡ con người suốt hành trình dài của cuộc đời. Như thế thì lủng củng mất rồi. Vậy nên chị nghĩ là trong phần mở đoạn này chúng ta đừng tham nhá. Chúng ta chỉ nêu ra những cái cảm xúc chính nhất thôi. Nhớ chưa? Thì em có thể viết là đọc xong bài thơ Bếp Lửa của tác giả Bằng Việt, vấn vương trong tôi luôn là tình cảm yêu thương, ấm áp, thiêng liêng từ tấm lòng của bà dành cho người cháu. Ví dụ như thế, đúng không? Hoặc là vấn vương trong tôi luôn là tình bà cháu ấm áp, giản dị mà vô cùng thiêng liêng. Ví dụ như vậy. Thế là xong, chỉ khái quát như thế thôi. Đừng để cho cái lỗi lủng củng nó xuất hiện ngay từ câu đầu tiên trong đoạn văn của mình nhá. Thôi, như vậy là trong buổi học ngày hôm nay, các bạn nhỏ cùng với chị chúng ta tìm hiểu và khám phá một phần liên quan tới kiểu bài viết đoạn văn ghi lại cảm nghĩ về một bài thơ 8 chữ. Đó, và chúng mình đã cùng trải nghiệm cái cách học, cách viết khi mà có công thức hướng dẫn, gợi ý thì chúng mình cảm thấy là đỡ ngại viết hơn này, cảm thấy viết dễ dàng hơn này. Bởi vậy mà nếu như chúng mình muốn có thể chinh phục kiểu bài nghị luận xã hội, một kiểu bài cũng rất trọng tâm của lớp 9, thì các em có thể tham khảo để đặt mua ngay cuốn sổ tay 150 cộng công thức viết nghị luận xã hội mà chị đang để trên màn hình nhá. Cách mua thì các em có thể là truy cập vào đường link mà chị đã ghim trong phần bình luận, hoặc là chúng mình có thể nhắn tin về cho chị để đặt các câu hỏi sẽ được các anh chị giải đáp nhá. Đó, còn nếu như mà chúng mình mong muốn đồng hành lâu dài cùng với học văn chị Hiên, đồng hành ở trong các khóa học văn VIP thì cũng có thể nhắn tin về cho chị để tìm hiểu các thông tin về khóa học và tìm cách đăng ký nhé. Chị rất mong là có thể được gặp lại các em ở trong các khóa học của văn chị Hiên, hoặc là được đồng hành cùng với chúng mình thông qua những ấn phẩm tiện lợi, nhỏ gọn, xinh xắn nhưng mà vô cùng hữu ích như thế này nhé. Còn nội dung của buổi học ngày hôm nay của chúng mình sẽ dừng lại tại đây. Rất cảm ơn các bạn vì chúng mình đã theo dõi này. Có những bạn cũng rất là chăm chỉ thực hành viết cùng với chị. Chúng mình sẽ gặp lại nhau ở trong những buổi học sau nhé. Còn bây giờ thì tạm biệt các em. Hẹn gặp lại chúng mình trong những phần phát trực tiếp sau nha. Bye bye!